Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series trồng nho sân thượng của Phú Nông. Thì Phú Nông hôm nay nên kiểm tra cây sau 4 ngày trồng, từ ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi ấy, là buổi tối 7-8 giờ ngày mùng 1 tháng 6 thì Phú Nông có xuống cây. Trong cái ngày hôm đấy thì thời tiết miền Bắc nó rất là nóng, nên Phú Nông đã chọn trồng cây vào buổi tối để cho cây của mình nó được an toàn và phát triển tốt hơn. Thì hiện nay thì trên cái sân thượng này, khu vực sân thượng của Phú Nông thì Phú Nông đang làm 4 cái mô hình trồng nho khác nhau. Tổng số cây là nó rơi vào khoảng là 30 cây và 4 mô hình. Không chỉ là có cây nho trên sân thượng Phú Nông, sắp tới là sẽ trồng thêm rất nhiều cây khác nhau. Phú Nông mới trồng thêm là 2 cây, kia là 2 cây mộc và một cây táo tàu. Sau đây thì có một cây quất này, mấy cái loại cây ăn quả khác. Thì trong 30 cây nho đấy thì nó có rơi vào tầm khoảng 6 loại, bao gồm những cái giống chính mà bên Phú Nông đã khảo nghiệm và có cái kết quả tốt, như là rết này, jasmine này, honey này, mẫu đơn này, kim cương này, rốt này. Ngoài ra thì nó có thêm 3-4 cái loại mới là Phú Nông sẽ thử nghiệm một thể ở trên sân thượng này luôn. Thì cái 4 cái mô hình mà Phú Nông nói lúc ban đầu ấy, nó bao gồm thứ nhất là cái dàn thẳng đứng này. Đây, dàn thẳng đứng. Toàn bộ là các cái dây cấp 2 nó sẽ đi thẳng đứng, và sau này là cành cấp 2 nó cũng sẽ đi thẳng đứng. Còn bên này là dàn chữ Y. Phú Nông thì chưa nộp mái. Hiện nay miền Bắc thì nó chưa vào mùa mưa mà nó vẫn còn đang nắng nhiều, thì Phú Nông cũng chưa nộp mái và tranh thủ làm những công việc chuẩn bị khác. Mái đấy có thể nộp sau vào mùa mưa. Thì đây là cái dàn chữ Y. Còn bên này nó sẽ là dàn chữ T. Đấy, bên đấy là sẽ dàn chữ T. Và có một mô hình nữa, đó là cái dàn xương cá. Thì Phú Nông sẽ thực hiện ở dưới tầng 2, sân thượng tầng 2 của Phú Nông. Nhà Phú Nông thì có hai cái sân thượng khác nhau, một ở tầng 2 và một ở trên nóc. Như thế thì gần như là các cái loại nho mà Phú Nông cung cấp cho các bác ấy thì sẽ được trồng trực tiếp trên này. Đây đều là những cái giống nho mà nó có khả năng kháng bệnh tốt, và cũng như là khả năng cho cái năng suất, rồi mẫu mã sản phẩm cũng như chất lượng quả rất là ngon. Đây là những giống nho mới mà Phú Nông đã khảo nghiệm trong thời gian vừa qua và đem ra thị trường. Đấy, rất mong trong thời gian sắp tới thì Phú Nông sẽ có cơ hội để chia sẻ nhiều hơn với các bác, để chúng ta làm sao mà thực hiện được mục tiêu, đó là người Việt Nam chúng ta có thể trồng nho và đáp ứng được cái nhu cầu trái nho tại nhà mà không phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu hay là chúng ta phải đi mua. Bởi vì là nho là một trong những loại trái cây có cái giá rất là cao, cũng như là người ta phải trong quá trình trồng kinh tế, người ta phải sử dụng khá nhiều cái loại thuốc. Nên nếu chúng ta có thể tự chủ động trồng tại nhà với quy mô hộ gia đình, và chúng ta sử dụng các cái loại mà chế phẩm hoặc là các sản phẩm mà nó an toàn, thì nó sẽ có nhiều cái lợi ích, không chỉ về tiền bạc mà còn về sức khỏe. Đây các bác xem, đây là cây nho mẫu đơn này, Phú Nông trồng và nó đang nảy mầm ở đây. Mẫu đơn gốc ghép 50B. Còn bên này là cây nho rết Dragon, nó cũng đã nảy mầm trắng, mầm xanh ở đây. Còn bên này là một cây jasmine. Jasmine cũng đang nảy mầm các bác này. Đấy. Đây là kim cương. Kim cương này. Kim cương cũng đang nảy mầm. Đấy, bên kia thì nó còn thêm mấy cái giống nữa, giống mới nữa khảo nghiệm. Cái này thì còn một cái hố của cây ruby, mà ruby đang ươm dưới nhà, nó chưa khỏe lắm nên Phú Nông chưa chuyển đến đây. Bên này thì một loạt là honey và jasmine để trồng dàn thẳng đứng. Còn bên kia thì bên kia dàn dàn chữ T. Dàn chữ T neo kiểu bầu bí, nhưng mà sẽ không phải theo kiểu Ninh Thuận là cho neo tự do, mà nó sẽ là dàn chữ T.
tức là nó sẽ gần giống như chữ Y thôi, nó không khác gì lắm, nó chỉ là bẻ mình bẻ ngang nó đi thôi. Đấy, thì bên đấy là cũng có đủ tất cả loại nho, mỗi loại 2 cây. Bên này có thêm một em dết để cho neo vào cái chỗ giếng rời này. Đấy, tổng thể thì Phú Nông xây dựng cái khu vườn này thì mục đích là nhất là đem lại cái niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống. Thứ hai là gia đình thì có thêm một cái không gian để vui chơi, cũng như là có thêm một cái nguồn rau củ quả. Bởi vì ví dụ như các bác như em trồng đây thì chắc chắn là sau này em sẽ trồng thêm rau ở dưới này. Đấy, rồi các loại rau củ quả ở bên trong gốc nho. Mình sản xuất theo cái hướng hữu cơ thì chúng ta sẽ hạn chế được cái phân thuốc hóa học. Chúng ta sẽ tự chủ được cái nguồn rau củ quả và mình biết được cái nguồn gốc sản phẩm như thế nào, được chăm bón có an toàn hay không. Đấy. Rồi thứ ba đó là mình có thêm một cái nơi để mình có thể chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của mình để mình có giúp được một số anh chị em, bạn bè, mọi người mà có cái nhu cầu mà trồng cây ở trên sân thượng ấy, mà mọi người vẫn còn đang loay hoay cái hướng đi, cái hướng phát triển ấy, thì Phú Nông sẽ có những cái clip để chia sẻ để giúp cho mọi người mà cùng tay, chung tay chúng ta xây dựng những khu vườn sân thượng rất là đẹp, an toàn và hiệu quả. Rồi xin chào tất cả mọi người nhé. Trong thời gian tới thì Phú Nông sẽ chia sẻ nhiều hơn. Đây, giữ ẩm của bạn. Cái này là để che cây này. Đợt vừa rồi nắng nóng quá. Đây là giữ ẩm dưới đất này. Đấy. Toàn là những cái kiến thức mà em đã chia sẻ cho các bác thôi. Nhưng không biết các bác có áp dụng hay không.